Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Dàn sao Việt nô nức đi đám cưới Trịnh Hội kỳ duyên ở Mỹ tại Mỹ. Sau khi làm hôn lễ bí mật tại Đà Nẵng vào đúng ngày 6 tháng 7, kỳ duyên Trịnh Hội đã sang Mỹ đăng ký kết hôn và tổ chức thêm một đám cưới tại đây. Tiệc cưới lần này của cặp đôi cũng được diễn ra khá kín kẽ. Khách mời trong buổi tiệc đều là những nghệ sĩ nổi tiếng ở hải ngoại, những gương mặt tầm cỡ như Hồng Đào, Việt Hương, Hoài Tâm, Nguyễn Hồng Nhung. Và đặc biệt là sự xuất hiện của minh tinh lừng lẫy một thời Kiều Trinh, nữ MC chia sẻ thêm, cô cùng chồng cũng lúc này dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, không ghen tuông hay tranh cãi như trước. Lý do theo kỳ duyên là vì không còn là của nhau, không còn quyền sở hữu, cũng chẳng chung đụng tiền bạc. Cô cho rằng các cặp vợ chồng hay có mâu thuẫn vì nghĩ bản thân có quyền, đối phương phải mang đến hạnh phúc cho mình. Kỳ duyên tiết lộ mình với chồng cũ giờ như tri kỷ. Ví dụ người đó có vấn đề gì cần hỏi thì tôi mới nói. Có những gì mà tôi khuyên, người đó có quyền nghe hoặc không nghe. Đâm ra nó rất nhẹ nhàng. Chúng tôi có thể cho nhau sự nương tựa của tình bạn, tình tri kỷ nhưng không có quyền áp đảo ý muốn của mình vào đời sống của người đó. Tiếc nuối khi nghĩ về quá khứ, kỳ duyên tâm sự, tôi và người đó nói rằng, nếu trở lại hồi đó mà mình thông cảm, hiểu cho nhau như bây giờ thì chắc sẽ không có chuyện gây lộn hoặc ly dị. Bài học kỳ duyên rút ra được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ là khi đã về chung nhà, cần dung hòa được tự do cá nhân và đời sống vợ chồng. Kết hôn xong, có thể để tiền chung nhưng ai cũng cần có một khoản để phục vụ cho nhu cầu riêng, tạo nên sự tự do cho mình. Bên cạnh đó, kỳ duyên cũng khuyên mọi người nên chú ý đến việc giữ lửa tình cảm vợ chồng. Sự lãng mạn là rất cần thiết, cô thừa nhận chính sự nắm giữ, ghen tuông, nghi ngờ đã đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt. Ly hôn xong, Trịnh Hội và Kỳ Duyên bỗng dưng lại cảm thấy thoải mái hơn với nhau rất nhiều. Mới đây, những hình ảnh MC Kỳ Duyên diện áo tắm nóng bỏng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ MC hải ngoại mặc bikini một mảnh màu đen, tự tin thả dáng dưới hồ, khoe đường cong gợi cảm. Ngoài sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp thì vóc dáng thon gọn và quyến rũ của Kỳ Duyên cũng làm hội chị em ganh tị. Chính vẻ ngoài của nữ MC đã đánh bật tuổi tác, không ai nghĩ chị đã U6 không cũng như từng trải qua hai lần sinh nở. Trong những lần đi chơi trước đây, MC Kỳ Duyên cũng thoải mái diện những bộ đồ tắm ưa thích để chụp hình kỷ niệm. Lợi thế ngoại hình giúp chị luôn được khen ngợi khi mặc trang phục này hoặc váy áo gợi cảm. MC Kỳ Duyên từng tiết lộ về bí quyết để trẻ lâu và được nhiều người áp dụng. Chị cho biết bản thân ăn chay để bảo vệ sức khỏe, giúp mình trẻ lâu hơn. Ngoài chế độ ăn uống, bà mẹ hai con cũng chú trọng luyện tập thiền, yoga để giữ gìn vóc dáng. Bên cạnh đó, nữ MC cũng nhấn mạnh vai trò của tinh thần đối với sức khỏe con người. Kỳ duyên cho rằng nếu tinh thần lành mạnh con người mới, an nhiên, khỏe mạnh. Vóc dáng chụp từ phía sau của người đàn ông trong ảnh nữ MC chia sẻ được nhiều người nhận xét khá giống với MC Trịnh Hội. Chồng cũ của Kỳ Duyên nhắc đến MC Kỳ Duyên chắc hẳn không ai là không biết nữ MC hải ngoại đình đám của showbiz Việt. Tuy sở hữu nhan sắc, trí tuệ và sự nghiệp thế nhưng đường tình duyên của cô lại khá lận đận khi hai cuộc hôn nhân đều sớm tan vỡ. Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông giấu mặt. Kèm theo đó là dòng chú thích đầy ngọt ngào. Trong ảnh được đăng tải mặc dù không thấy mặt nhưng có thể thấy cả hai nắm chặt tay nhau tiến về phía trước và thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đặc biệt vóc dáng chụp từ phía sau của người đàn ông trong ảnh nữ MC chia sẻ được nhiều người nhận xét khá giống với MC Trịnh Hội, chồng cũ của Kỳ Duyên. Bên cạnh đó, bạn bè của nữ MC cũng để lại nhiều bình luận chúc mừng, ẩn ý về việc cô tái hợp với người đàn ông này. Trịnh Hội là người chồng thứ hai của Kỳ Duyên. Hai người kết hôn năm 2004 nhưng đã chia tay chỉ sau 4 năm chung sống. Dù kém Kỳ Duyên 5 tuổi nhưng Trịnh Hội thể hiện là người đàn ông chín chắn, ga lăng. Ngay chính Kỳ Duyên cũng từng chia sẻ cô và Trịnh Hội thực sự là tri kỷ khi cùng nghề, cùng đam mê nghệ thuật. Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê gốc Sơn Tây, Việt Nam, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1965, hiện là Việt kiểu Mỹ. Cô tốt nghiệp loại giỏi, ngành luật tại Đại học Western State. Sau đó lấn sân sang nghệ thuật và trở thành một MC nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Người đàn bà tài sắc này còn rất thành công trong công việc kinh doanh, nhưng trời chẳng cho không ai cái gì. Đổi lại những công nhận ấy là một cuộc sống tình yêu nhiều sóng gió. Hai lần lên xe hoa, hai lần ly hôn và hiện tại là mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Bác sĩ người Việt này dường như đã khiến cho vợ mình rơi nước mắt nhiều lần vì sự vô tâm. Ngay việc đưa đón vợ đi biểu diễn, ông cũng liên tục thoái thác. Do vậy, dù có với nhau hai mặt con,
nhưng cái kết chia tay của họ là điều tất yếu. Thậm chí, bà Tuyết Mai cảm thấy vui mừng bởi con gái của mình được giải thoát nhỏ tuổi hơn Kỳ Duyên, nhưng Trịnh Hội lại luôn tỏ ra là người đàn ông chín chắn, đem lại bình yên cho người đẹp. Sự hòa hợp về sở thích, đồng cảm trong công việc đã đưa họ đến và gắn bó với nhau bằng một đám cưới lãng mạn trên bãi biển Philippines. Nhưng đến cuối năm 2008, sau 4 năm chung sống, Kỳ Duyên, Trịnh Hội chính thức đường ai nấy đi. Lý do mà cô đưa ra là bởi cả hai xa nhau quá nhiều. Dù vậy, họ vẫn là bạn và dành cho nhau những lời tốt đẹp. Sau khi nam diễn viên phim 14 ngày phép công khai những hình ảnh của mình với người vợ mới cưới Mai Thi trên mặt báo, MC Kỳ Duyên qua trang web cá nhân đã bày tỏ cảm xúc của chị khi chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới. Kỳ Duyên tâm sự trên trang web về Mai Thi, vợ của Trịnh Hội: "Tôi có cơ hội tiếp xúc với cô ấy ở ngoài đời và cô là một người rất dễ thương, cởi mở. Tôi nghĩ cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc trong sự yên tĩnh và êm đềm của cuộc sống mới." Dịp đầu năm, cô MC Duyên dáng của Thúy Nga Paris vui vẻ giới thiệu người yêu trong một buổi tiệc khai trương quán cà phê tại Sài Gòn. Cả hai còn rất tình tứ và chăm sóc nhau khi cùng đi mua sắm và ăn tại nhà hàng. Tâm sự với báo giới trong một lần phỏng vấn, Trịnh Hội nói: "Anh nhìn thấy lòng nhân đạo và tình thương người của Kỳ Duyên và đó chính là nguyên nhân khiến anh đi đến quyết định hôn nhân. Cưới được Duyên là tôi đã tìm được chiếc áo mà tôi biết chắc rất vừa vặn và làm mình đẹp, hạnh phúc khi khoác lên người." Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.